Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em vừa về được 6 con đẩy Mỹ các bác này. Đây, cả 6 con đều là Crown ha. Đây, các bác cùng xem thương hiệu Crown này. Và model là Microtech ha các bác ha. Và 600 các bác này, Microtech 600. Đây, em về được 6 con giống nhau ha. Đây, dòng đẩy 2 cân 2 volume này các bác này. Đây, một nốt nguồn đây ha. Đây, dòng này thì các bác chơi tiếng cực kỳ hay rồi. Đây, Crown thì đánh tiếng rất là chắc ha. Đây, và tiếng nó sáng các bác ạ. Đây, em về 6 con thì có 4 con này là đẹp ha. 4 con này đẹp. Và có 2 con này thì em để riêng ra. Đây, nói chung thì mặt mũi còn mới ha. Mặt mũi còn mới nhưng mà có một vài chỗ thì nó bị chóc sơn các bác ạ. Đây, lát em sẽ quay cho các bác xem những cái chỗ đó ha. Đây, mặt mũi thì còn đẹp lắm nè các bác cùng xem này. Đây, 2 con này thì em sẽ bán giá mềm lại cho các bác dễ mua ha. Đây, nó có một vài chỗ chóc sơn như vậy nè các bác này. Rất là bé thôi, nó li ti thôi. Đấy, nhưng mà em vẫn bán giá mềm lại cho các bác dễ mua ha. Đây, các bác xem phía trên đẹp này. Đấy, nó chỉ bị một ít chỗ như vậy các bác. Đây, nó bị chóc sơn zin ha. Đấy, và cái này thì nó bị nắp lưng nó hơi dột một xíu nè các bác. Đấy, hai con này em sẽ bán giá mềm lại. Đấy, nó rẻ hơn 1 triệu bạc ha. Rẻ hơn 1 triệu so với những con bên đây. Rồi, và em sẽ quay chi tiết cho các bác xem ha. Tất cả những con này thì còn những cái tai này các bác này. Đây, cái quai sắt ha. Đây, cái quai sắt còn nguyên này các bác này. Đây, và đây là hai con đầu tiên ha, các bác cùng xem chi tiết ha. Hai con đầu tiên đây. Và hai con tiếp theo này. Đây, bốn con này là đẹp ha. Và mặt lưng đây. Đây, các bác cùng xem phía trên ha. Đây, những con đẹp này, cái nắp lưng nó còn đẹp hết này các bác. Rồi, và em sẽ cạy bên trong cho các bác xem cái nội thất ha. Đây, mình dùng cái tô vít dẹp các bác này. Cạy lên ha. Đây, bên trong nội thất này các bác cùng xem qua ha. Chạy 16 sò sắt vương miệng các bác. Đây, em mở nốt tất cả con này cho các bác xem ha. Đây, bên trong các bác này. Rồi, chạy hai nguồn ha. Chạy hai nguồn các bác này. Và hai tủ lọc Philips vương miệng đây. Đấy, một quạt tản nhiệt trong đây ha. Rồi, và các bác cùng xem tổng thể nội thất rất là gấu các bác. Chạy 16 sò sắt vương miệng ha. Đây, các bác cùng xem đây. Đây, tất cả là zin hết. Tất cả là zin tuyệt đối ha. 16 con sò sắt. Đấy, dòng này thì nó không có đề công suất các bác ạ. Đấy, nhưng mà nó cũng tầm tầm 1000W các bác ha. 1000W tổng đấy. Đấy, trở kháng là từ 4-8 ohm ha. Đây, các bác có thể đánh tốt được 2 đô la bốt này các bác này. Đấy, 301 ha, 401 hoặc là 601 ha, các bác chơi hai đôi ha. Rồi, và tiếp theo là con bên đây đây. Đấy, cả bốn con này thì bên trong nó đều đẹp ha. Đều đẹp zin nguyên bản hết các bác. Đấy, em mở hai con quay cho các bác xem ha. Đấy, bên trong đẹp này các bác. Rồi, em sẽ quay cho các bác xem phía sau. Đấy, những con này thì các bác có thể đánh loa full ha, full Mỹ, full Nhật, bass 40 trở về ha. Đấy. Phía sau này các bác này, cả bốn con ha. Em quay sơ qua và sẽ quay thông số cho các bác xem. Đấy, chỗ này nó dính một ít dơ các bác ha. Em trượt lau kỹ ra. Rồi, và bốn con này thì đều là điện 220 cho tới 240 ha. 240 các bác này, 220 ha. Đấy, mỗi con thì điện 220 hoặc là 240. Đấy, dòng Mỹ xuất thị trường châu Âu ha. Và đường vào đường 6 ly các bác này, hoặc là đường Canon ha. Đấy, đây là đường ra loa đây. Đấy, hàng Mỹ xịn về các bác ha. Đấy, con này thì nó volume trước các bác, đời volume trước ha, thì nó sẽ tiện lợi cho các bác tăng giảm ha. Đấy, rồi em có xin báo giá cho các bác luôn. Đấy, bốn con đẹp này ha. Bốn con đẹp này thì giá là 11 triệu em bao ship ha. Giá là 11 triệu đồng em bao ship này các bác này. Crown Microtech 600 ha. 11 triệu đồng một con là em bao ship toàn quốc ha. Rồi, và tiếp theo là hai con em bán xả này. Đấy, tình trạng thì em sẽ quay từng con cho các bác xem. Đây là con đầu tiên ha. Đấy, mặt mũi thì rất là mới các bác này. Đấy, không khác thì con đẹp bên kia ha. Mặt mũi này. Đấy, chỉ có một ít li ti như vậy các bác này. Chấm chấm như vậy ha. Đấy, chấm chấm như vậy này các bác. Đấy. Đấy, và nó nắp lưng đây. Các bác xem đây ha. Đấy, chỗ này thì nó cũng có một ít dột dột tí xíu này các bác. Rồi, và em sẽ mở cho các bác xem bên trong đây. Đấy, nội thất đây các bác ha.
này, tất cả đều là nguyên bản hết các bác. Hai nguồn đây, hai tủ lọc Philips ha, và vẫn là 16 dòng sắt vương miệng này các bác này. Đấy, tất cả là zin hết các bác. Rồi, và tiếp theo là con bên đây ha, đây là mặt mũi của con này đây các bác này. Đấy, mặt mũi nó còn đẹp ha. Đấy, nó cũng có một vài chỗ nó chóc sơn zin này các bác. Đấy, quay kỹ cho các bác xem ha. Đấy, và một ít cái này nữa ha. Rồi, và các bác cũng xem tổng thể từ xa này. Đấy, tổng thể thì còn đẹp ha, nhìn kỹ thì mới thấy những cái vết nó xấu thôi. Rồi, bây giờ sẽ lấy cho các bác xem bên trong. Đấy, con này nó bị dột cái nắp lưng này. Rồi, bên trong các bác cũng xem qua cái nội thất này. Đấy, tất cả em bao zin tuyệt đối ha, và các bác mua về là chỉ việc xài thôi. Đấy, em đã test chuẩn chỉ hết rồi. Đấy, 16 sò sắt vương miệng ha. Rồi, và tiếp theo là phía sau. Đây, phía sau con đầu tiên này các bác. Đấy, đẹp tuyệt vời ha. Và con thứ hai đây. Đấy, xuất sắc luôn các bác ạ. Rồi, vẫn là dòng điện từ 220 nha các bác ha. Đây, từ 220 các bác này. Đấy, 220V ha. Có con điện 220, có con điện 240. Đây, các bác xài điện lưới nhà là rất là tiện lợi các bác, không phải dùng cái ổ nắp ha. Rồi, em cũng xin báo giá cho các bác nắm luôn. Đấy, hai con cuối này là 10 triệu các bác ha, hai con cuối là 10 triệu này. Đấy, bán xả giá cho các bác ha, 10 triệu một con, em bao ship toàn quốc ha. Đấy, mức giá cực kỳ là rẻ các bác. Đấy, chỉ bị một ít chỗ nhỏ nhỏ thôi ha, mà rẻ hơn 1 triệu so với cái con bên đây. Rồi, bắt đầu quan tâm thì các bác liên hệ cho em ha. Đây, số điện thoại của em đây, 0981 384842. Để có xin chào các bác nhé.